cúng cho tôi cặp mắt, cúng cho tôi cái đầu đi. Bây giờ tôi cho mấy người số á, thì mấy người cúng lại cho tôi cái đó để tôi ghép lại cho đủ, tôi đi đầu thai đi. Tại vì ở đây anh cũng đang cầu tài cầu lộc cho bản thân anh. Thay vì ở tập truyện trước thì anh nhờ cái em bé Linh Nhi đó, còn tập truyện này anh nhờ một vong hồn xa lạ tôi giúp đỡ cho anh, thì anh cũng phải bù đắp lại người ta một cái thứ gì đó. Thì có thể là ngay trong cái buổi lễ ngày hôm đó, người ta sẽ yêu cầu anh cúng cho người ta đó. Có những câu chuyện người ta đòi cúng những cái thứ hơi bị ghê tởm hơn. À, cúng cho tôi cặp mắt, cúng cho tôi cái đầu đi, cúng cho tôi một cái bàn chân bên trái với một cái tay phải. Biết tại sao không? Là tại vì hồi lúc mà trước khi chết á, tôi bị tai nạn, tôi mất nửa người bên phải rồi. Bây giờ tôi cho mấy người số á, thì mấy người cúng lại cho tôi cái đó để tôi ghép lại cho đủ, tôi đi đầu thai đi. Anh phải trả chứ. Và anh phải đồng ý với người ta là tôi trả, tôi sẽ cúng, tôi trả lễ vào ngày nào đó thì người ta mới cho anh con số. Mà nó cũng tùy thuộc vào cái vong hồn đó nữa. Nếu mà cái chấp niệm của người ta lớn quá, oán khiến người ta lớn quá, người ta mới yêu cầu như vậy. Cũng có những vong hồn người ta hiền lắm, người ta không có vướng một cái gì hết, người ta sẵn sàng giúp đỡ anh luôn. Anh chỉ cần cúng cho người ta những cái thứ mà người ta thiếu thôi. Ví dụ đồ ăn, cúng cho người ta ăn rồi thôi. Đó là quan niệm về tâm linh. Nó có rất là nhiều câu chuyện như vậy. Cho nên em cũng đã từng kể rất là nhiều những câu chuyện về cầu số đề nhưng mà không trả cho người ta. Cuối cùng hứa trả người ta cái đầu thì bắt buộc phải trả lại đúng y chang cái đầu người sống cho người ta.